Vâng, xin chào bác nhá, chào anh em, chào mừng các bác quay trở lại với kênh của Quyết Audio. Ngày hôm nay thì tiếp tục mẫu đẩy công suất lớn phục vụ các bác anh em. Và hôm nay thì đang test rất nhiều các mẫu đẩy 4 kênh. Đây, ở đây thì các em có đẩy Adni T4.13. Hôm nay cũng về thêm hàng phục vụ các bác anh em. Thời điểm này là một trong thời điểm mà anh em có nhu cầu đổi các sản phẩm và có nhu cầu nâng cấp dàn âm thanh karaoke để cho thuê. Mà giá cả thời điểm này cực kỳ hợp lý. Rất nhiều mã hàng để anh em thì lựa chọn tùy theo. Với những con đẩy cao cấp thì không thể nào bỏ qua được cái thương hiệu Adni, đúng không ạ? Một trong những cái thương hiệu mà nếu như anh em mà biết từ đầu tiên về những cái sản phẩm Adni đưa ra thị trường thì chính là những con đẩy. Không một cái hãng nào lại xuất phát từ đẩy cả. Thường các hãng thì người ta xuất phát từ vang, từ mic, từ lâng tiếng, quản lý nguồn. Đây, ông này đi ngược hết lại luôn. Ông đi từ đẩy công suất lên. Và thực sự ra thì công suất đẩy công suất của Adni thì là một trong những cái thương hiệu mà được đánh giá rất cao. Với những đẩy Adni T4.13 Plus này thì anh em đã được trải nghiệm qua rồi, đúng không ạ? Một dòng đẩy cao cấp sử dụng sò san kem 1526 nguồn đồng, có chống chập dây loa và có bảo vệ loa khi tắt mở đột ngột, có cảm biến nhiệt, màn hình đầy đủ cho anh em luôn. Em đã mở và quay những video cho bác anh em trước đó về cái nội thất và thử về chất âm cho anh em rồi. Nếu anh em có nhu cầu mà nghe lại thử thì anh em mà ngại kiếm thì anh em nhắn trực tiếp bên này, em sẽ gửi những video, những cái link ở video trên YouTube cho anh em có thể tham khảo luôn. Đây, ở đây thì các anh em thể nhìn thấy rất nhiều các em đẩy Adni T4.13 đang được đóng gói đi, vẫn đang đóng gói thêm các bác nhỉ. Còn đây là ba em mà chuẩn bị là xe đến lấy và gửi trực tiếp cho khách luôn. Có hai em này là bác khách thợ đấy, đây không biết là hai em trên hay em dưới, nhưng mà có một em, một bác khách này có nhu cầu lấy về thì đang gọi Grab và bạn đang sai. Để em quay luôn cho anh em luôn. Và cái này thì chia sẻ luôn cho anh em nha. Có hai hình thức để anh em có thể đặt hàng. Nó như này. Nếu như mà anh em có yêu cầu thì bên em sẽ mở ra, mở ra và test cẩn thận cho bác anh em luôn. Đấy, test và cho các bác anh em trước khi mà gửi đi. Đây, như em trên cùng này là mở ra để quay test cho bác anh em. Sau đó thì sẽ dán tem, những cái tem như tem cào bằng điện tử này, hay là tem thương hiệu này, tem logo Đại Bàng đây. Đấy, là bên đơn vị phân phối như bên em sẽ dán đi cho các bác anh em. Còn nếu như mà anh em mà lấy hàng nguyên kiện như này, nguyên kiện như này thì bên em sẽ để nguyên kiện cho bác anh em luôn, không, và bên em chỉ có gửi thêm cái tem này cho bác anh em. Mỗi sản phẩm thì nó chỉ có một cặp tem thế thôi. Còn cái tem niêm phong sản phẩm thì bên hãng người ta sẽ dán trước nha. Chia sẻ luôn cho anh em, không anh em bảo là tại sao mua lúc quay lên thì có tem này mà gửi hàng nguyên kiện về thì lại không có cái tem này lại dán rời ra, thì liệu có phải hàng nhái không? Thì đấy là em chia sẻ luôn cho anh em vậy. Adni T4.13 thì đã quá quen thuộc với anh em rồi. Còn đây quay lại cái quy cách đóng gói cho các anh em. Đầu tiên, các bác nhận hàng bên Quyết Audio thì các bác hãy để ý giúp em cái băng dính. Cái băng dính nhá. Băng dính bên em thì là đặt riêng và có số điện thoại, có logo bên em luôn. Nên là các bác anh em cứ kiểm tra mà nó còn nguyên vẹn, không bị cắt ra thì các bác yên tâm nhận hàng. Còn thấy có dấu hiệu lạ thường thì anh em có thể gọi điện trực tiếp lại bên em để kiểm tra đơn hàng các bác nhá. Đấy, nên anh em yên tâm. Và tất cả những hàng nặng cân thì không phải là tư đẩy đấy đâu. Tất cả những hàng nặng cân thì đều được shop farm thêm. Đấy, chống sốc và đảm bảo an toàn khi sản phẩm đến tay của khách hàng. Đấy, các bác anh em nhìn đây, con 4.13 được bọc 4 góc đầy đủ và shop farm rất dày cho anh em luôn nhé. Đấy, các bác anh em thì nhìn thấy đây luôn. Để thực tế luôn, hàng gửi đi cho bác. Ở đây thì có xem một cái đơn này ở đâu. Dán tại đầy đủ em mát cho anh em. Đấy, cho bác. Thoải mái luôn. Đây một em về Nghi Sơn Thanh Hóa này, không biết là em bên trong này thì hơi lặng này, em không bật ra nữa. Hàng thì đã đi gửi đi trước một đợt rồi và đây tiếp tục là sẽ có xe đến đón thêm. Nhà em thì không phải gửi hàng ra bưu cục mà bưu cục sẽ đến lấy trực tiếp luôn cho anh em. Ngoài ra còn thêm vang đẩy mic nữa, tất cả các bác anh em nhìn thấy đều quy cách đóng gói rất cẩn thận cho anh em luôn. Và các bác anh em đang có nhu cầu về những mẫu đẩy 4 kênh hàng chính hãng Adni T4.13 Plus mà, hoặc là anh em có nhu cầu nâng cấp đổi các thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại ngay dưới phần video, và anh em xem video thì đừng quên ủng hộ cho em một like và đăng ký kênh phía bên dưới nhé.